Xin chào toàn thể quý anh chị và bạn, chào mừng quý anh chị và bạn đến với channel của thiết bị thí nghiệm công ty thiết bị Hoàng Kiệt. Nay mình xin phép được giới thiệu đến các bạn cái cổ nối ha. Thì cái cổ nối này mục đích là dạng xi mao, nó dùng để gắn giữa cái kính hiển vi Nikon với bộ phận camera. Nếu các bạn thiếu cái này thì chúng ta cũng thể kết nối được camera ha. Đây là cái cổ nối xi mao Nikon. Đó, rất là đẹp như này. Được nhập khẩu và phân phối bởi công ty thiết bị Hoàng Kiệt. Thì cái bộ phận này nó sẽ nằm giữa cái camera và cái kính hiển vi của chúng ta, thì nó mới đảm bảo cái kết nối được và nó phân cái hình ảnh lên đó, cho cái camera chúng ta nó nét hơn và nó có cái điểm giữ. Đây, màu QD2000 Nikon này đang có sẵn hàng tại công ty Hoàng Kiệt ha, cũng như là cái dịch vụ lắp đặt kính hiển vi, cài phần mềm và bán camera thì đều có tại công ty thiết bị Hoàng Kiệt. Đây là cái cổ nối xi mao camera adapter Nikon, sản xuất để thực hiện cho các kính Nikon đó. Cái này nối với cái đầu kính này, trên này nối với camera, có cái xi mao ở dưới này. Các bạn có nhu cầu mua cái cổ nối cho kính hiển vi Nikon thì liên hệ công ty thiết bị Hoàng Kiệt. Rồi,